Chị và các bạn, tối hôm qua 16 tháng 8, thành phố Đồng Hới đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đồng Hới, 16 tháng 8 năm 2004, 16 tháng 8 năm 2014. Đón nhận huân chương độc lập hạng nhì và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Quảng Bình. Từ lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước. Về phía tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Từ lễ còn có các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Thuật, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã ôn lại chặng đường phát triển và nhấn mạnh đến những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới đã nỗ lực đạt được trong 10 năm qua. Nằm trong vùng duyên hải miền Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có vị trí trọng yếu trong chiến lược quân sự, có vai trò quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Sự chia cắt do chiến tranh, sự tàn phá của bom đạn, sự khắc nghiệt của thiên tai, thế nhưng người Đồng Hới vẫn kiên cường, bất khuất, bền bỉ và mãnh liệt vượt qua bao khó khăn thăng trầm của lịch sử để vươn lên. Những tên làng, tên đất, tên người đã đi vào lịch sử của quê hương đất nước như là minh chứng về sự kiên cường, bất khuất, anh dũng của mảnh đất và con người Đồng Hới. Trải qua quá trình phấn đấu và xây dựng, với sự năng động sáng tạo, tinh thần lao động cần cù và truyền thống văn hiến cách mạng, Đảng bộ, quân và dân thành phố Đồng Hới đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu toàn diện trên cả lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2013 đạt 13,5% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2013, dịch vụ đạt 53,8%, công nghiệp xây dựng đạt 41,7%, nông lâm ngư nghiệp đạt 4,5%. Trong đó, du lịch tiếp tục phát triển mạnh, từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng và đạt 1.850 USD một người trong năm 2013. Quốc phòng an ninh ngày càng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị của thành phố không ngừng vững mạnh, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp có sự chuyển biến rõ nét. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân luôn được đổi mới, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tại buổi lễ trọng thể này, chúng ta càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa và truyền thống cách mạng quý báu của quê hương đã được vun đắp bằng máu xương, trí tuệ, công sức của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc thành phố, tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong giờ phút trang trọng này, mỗi chúng ta đều có chung một niềm tin vững chắc, Đồng Hới đã và sẽ phát triển với một tầm cao mới và sức sống mới. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gắn và trao tặng huân chương độc lập hạng nhì cho nhân dân và cán bộ thành phố và trao quyết định công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Quảng Bình. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới trong thời gian qua, đồng thời là động lực lớn lao để Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới tiếp tục phấn đấu và vươn lên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của Đảng bộ và nhân dân Đồng Hới đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: điều kiện và cơ hội xây dựng phát triển thành phố Đồng Hới là rất to lớn, song cũng có nhiều khó khăn thử thách. Tôi mong muốn Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của quê hương Quảng Bình hai giỏi, biến ý chí, nghị lực, nguyện vọng trở thành niềm tin, hành động trong phong trào thi đua, đoàn kết, nhất trí một lòng, tập trung cao trí tuệ, sức lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong những năm tới. Xứng đáng với vị trí là trung tâm chính trị văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục của tỉnh,
và là một trung tâm du lịch, dịch vụ, công nghiệp, thương mại, kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới chung một ý chí sẽ thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng và góp phần tích cực xây dựng cho tỉnh Quảng Bình sớm trở thành một tỉnh công nghiệp, dịch vụ giàu mạnh của cả nước. Sau hơn 10 năm được công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh, Đồng Hới đã không ngừng vươn mình trỗi dậy, từng bước trở thành một thành phố trẻ năng động, là trọng điểm quan trọng về phát triển mọi mặt của cả tỉnh. Kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng, hệ thống dịch vụ phát triển đa dạng, nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội lớn đã được đầu tư xây dựng một cách đồng bộ, tạo nên diện mạo mới cho thành phố. Bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, trở thành một thành phố xinh đẹp, văn minh và hiện đại. Để xây dựng và phát triển thành phố Đồng Hới xứng tầm với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh Quảng Bình và là một trong những trung tâm dịch vụ du lịch của miền Trung, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới cần phải thực hiện trong thời gian tới. Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đồng Hới, chúng ta càng phấn khởi và tự hào vì sau 10 năm thành lập, Đồng Hới hôm nay đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh. Thành phố Đồng Hới cần bám sát định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình kinh tế trọng điểm của thành phố đã đề ra, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của thành phố để phát triển. Hai là tiếp tục phát huy và huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn, quan tâm kiến trúc đô thị, nhất là những khu chức năng để tạo điểm nhấn riêng của thành phố. Tiếp tục thực hiện vững chắc các tiêu chí của đô thị loại 2, tập trung thực hiện có hiệu quả quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và phục vụ cần đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035 và các quy hoạch khác đã được phê duyệt, đảm bảo đồng bộ đi trước một bước theo hướng phát triển đô thị bền vững, hiện đại. Ba là ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, thành phố cần quan tâm phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo, đặc biệt là chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển của thành phố. Thứ tư là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tiến tới thực hiện theo mô hình chính quyền đô thị, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ công, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để cải thiện môi trường đầu tư nhằm huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư phát triển thành phố. Năm là quan tâm toàn diện đến công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, coi đây là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới đã trao tặng danh hiệu Công dân tiêu biểu thành phố giai đoạn 2004-2014 cho 10 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Ngay sau buổi lễ, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đồng Hới đón nhận huân chương độc lập hạng nhì và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại 2 cũng đã được tổ chức. Được sàn dựng công phu, hoành tráng với những ca khúc ca ngợi mảnh đất con người Đồng Hới Quảng Bình, chương trình nghệ thuật đã thể hiện một cách chân thực và sinh động về tinh thần và ý chí con người Đồng Hới trong những năm tháng chiến tranh, về một Đồng Hới lạc quan, tin tưởng vươn lên trên con đường dựng xây và phát triển.